hướng dẫn cài đặt két sắt vân tay Việt Tiệp đời mới. Ban đầu là mình xoay chìa khóa này, quẹt bàn phím này, sau đó nhập mã là 1234 này, bàn thăng này, xoay tay cầm để mở két sắt ra. Đấy. Mình sẽ cài vân tay bằng cách là ấn nhả reset trong này. Sau đó chạm vân tay 4 lần. Giữ một tí để cho quét 2 này, 3 này, 4 này, mình sao là cài vân tay thành công. Tiếp theo mình sẽ cài mã số điện tử bằng cách là quẹt bàn phím này, ấn 00 này, quay vào trong này, ấn nhả phím set này, quay ra bàn phím, mình sẽ nhập mật khẩu mới, ví dụ như là 789654 thăng. Bây giờ xong, khóa lại này. Bây giờ mình sẽ mở thử bằng vân tay này, mở chìa khóa trước, chạm này, xoay để mở, đóng lại này, và mở thử bằng mã số điện tử bằng cách quẹt bàn phím này, 789654 thăng này, sao và xoay để mở. Thì đấy là cách mở và cách vân tay điện tử. Để xóa hết đi về trạng thái ban đầu thì mình sẽ ấn giữ trong khoảng từ 3 đến 5 giây. Khi có tiếng bíp kêu lên thì toàn bộ vân tay sẽ bị xóa hết, điện tử cũng sẽ bị về 1234. Còn trong trường hợp khẩn cấp thì các bạn có thể trượt cái lắp ở đây ra. Đấy, mình có thể mở bằng chìa khóa chính kết hợp với chìa khóa phụ để thay pin hoặc là lấy đồ tùy ý mình.